Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào bạn. Chào các bạn. Nay mấy anh em đi bắt chuột nha các bạn. Hả? Trong buổi trước có một hang này trên đó đó. Trên đó. Giữa ngay buổi trước luôn á. À, để coi cái hang nào ấy. Nè mấy anh em đem máy theo rồi đừng bơm mấy cái bờ này cây cối này kia không các bạn. Người ta không có đào, không có bắt được. Nên mấy anh em đem máy ra đây. Kiếm mấy cái hang quá trời hang luôn ở đây, hang chuột cống không. Nay mình đem cái chài theo nha các bạn. Chài theo mình chặn mấy cái ngách nè. Chặn vài cái ngách kéo đầu mình bơm. Tại chỗ này cây nhiều quá cũng cây nhiều quá mình cũng không có bao hết được. Bích bớt lại à. Bích cái vạc bên đó lại không? Bên đó có hang nào bích lại đi. Chừa mấy hang ở bên đây thôi. Tung đẳng rồi, tung đẳng con rồi. Cái gì nó trắng lưới á, trắng trời á. Ôi, nó, kìa. Gọng dưới kìa. Gọng dưới kìa. bành không à? Ngay đó. Con nào nói chà bá không à? Mưa luôn trời. Bơm thấy ngập hết đi là có cái là nó chạy lên nè. Đây này, hang này nuốt nước dữ lắm nè quế. Chưa bơm nữa chạy ra hả? Chưa bơm nó chạy ra rồi. Nước. Chưa đặt rắn luôn. Coi dưới mé. Bầy lưới này đặt rắn là vừa luôn á. Sao vô đó nó chui ra quá. Nhẹ nhẹ em thôi nó chết. Chưa không ấy. Chui thoát thì đề cho. Có kìa. Nhẹ nó chết. Đây nè, hai hang luôn nè. Vậy là có chục mẹ đó. Rồi bầy này đặt rắn là vừa luôn á. Bỏ kỹ kỹ đây. Rồi. Lúc nào? Chạy đâu thoát đâu. Lắm. Chuẩn bị lên đi nè.
Đó rồi, còn là nó giọt à. Mới nhá vô mấy cái chục mạ nó còn chạy ra nữa. Đâu bự dữ vậy? Có hàng bự luôn đã nha. Đâu đã vậy, tưởng đâu hổ hèo không à. Hổ hèo là no luôn rồi. Im con này đựng đâu đây, đựng này nó lọt đi không ta. Đi á, nó luồn ra được quá, sợ nó đi đường miệng nè. Cái miệng nó đi đường miệng nè chứ cái lỗ nó không đi đâu, sợ đi này nè. Đeo lên đó nè, thấy không? Ở đó sợ nó đi thôi, đi. Đi có gì đâu, có gì đâu. Bữa tối đây. Bữa tối về cái háng bé nhầy luôn. Bỏ đại em đó. Quế giờ đèn mới bươi chỗ đó là ảnh đâu ở trong đó ảnh tọt liền. Đẹp nha, đứa gì không chuột không dòm mà. Để con này ha. Ờ. Cặp thêm mấy bờ mấy con rắn lãi này nó bự ha. Rồi mình bắt trên cây nó không bự nhỏ nhỏ mà. Giờ quyết định bông đâu? Bông này vậy, tại nó có chạy ngược cái đắng rồi mình sẽ cắt dài đắng. Hai bông đằng đó. Bông đây đi, bông đây đi. Bông này đi, nó cái bờ nó cao hơn. Đằng đó nó có thằng hang một mình dễ bắt. Đấy nhiều hang. Có gì tưới nước lần này luôn. Móc cơm mà bờ mà chích ngày. Dưới mé không? Kỹ kỹ nha, bắt mấy con chuột rồi cái dài á, về giá mạnh lắm à. Về chạy cá thôi ra chưa hả? Ờ. Chuột nó mới chạy á, mới chạy đụng lưới nó chạy vô lại rồi. Chạy em lum bây giờ nha. Cống hả? Cống rồi, bó rơm sẵn đi, đang bó rơm đi, bó rơm đè nó. Bó rơm đè nó, ừ. Tưới trên cây đó, ừ, tưới trên đó, chạy xuống. Cái gì nó tọt ra đó quá ơi. Nó tọt cái đường mì ấy á. Trời ơi, lên trên này đang đây. Lên trên cây rồi đang. Trên cây, trên cây. Trời ơi, chui lại à. Cái này bên đây nè, bên đây nè, bên đây nè. Hai con này, hai con rồi đó. Ở dưới đó người ta chụp mấy cái nhánh á. Xịt nó trên cho nó chạy xuống. Đó, 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 đó. Trời.
cống hả? Cống tơ, cống tơ. Cống nhum nha các bạn, cống nhum mà tơ. Xịt đại cho nó, chỗ nào nó rút, nó rút. Mới vừa mà, mới vừa mới hang ra rồi, nè luôn rồi. Thả luôn á. Dái hả? Dái. Đâu rồi. Mới vừa mới mới ra anh chạy liền. Tên luôn. Dái trà bá luôn. Mất tiếp rồi kia. Thả bạ. Vừa tội luôn. Không ở trong bờ, có lộn ở trong hang. Mới vừa mới nha. Xung liền. Một em tung liền ha. Bơm đi nó tự tràn lên đó. Đẩy ở hang trên này. À, uống nước dữ ta. Đó, đó. Tiếp đi, tiếp đi. Hai nè. Ha ha, tao dịnh cho, tao dịnh cho. Và luôn. Chạy vô cái đó. Nhóm nhóm này không? Đi. Lúa.
dồn nước cao cao lại lên nè. Nè 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 quế đúng đâu kìa. Đây là hầm hốt mà. Lứa là nhiều nha. Bầy lứa này nữa rồi, về vô rồi. Bỏ đây đi. Hàng nãy có con cũng nhìn tờ ủng quá ha. Giấy trái hả? Bây giờ nó khúc đằng đó rồi, nó khúc này rồi, mở rộng đằng thông đi. Rồi cuốn trời về nhóc cái chân chuột bành bành luôn nè, có được con gắn lên là ngon rồi. Như đây là phê hả bạn ơi, chuột bành bành không á. Con cũng nhùm tờ nha bạn, tờ miếng miếng chúng ra bơm nữa này, là dính thêm mít nữa nè, máy hết xăng các bạn. Hết xăng rồi. À, không có đem chai xăng theo, là biến loại vô bao nhiêu đây đủ ăn à, mấy anh em vô luôn được rồi. Đủ ăn rồi, mưa tới luôn rồi, gì nữa kìa, trắng sát chân kìa, mưa đủ loại vô không kịp là ướt luôn rồi. Mấy anh em về tới nhà các bạn, thành quả hôm nay được như chuột các bạn ơi. Nãy trời mưa mấy anh em chạy về với máy cũng hết xăng, quên đem canh xăng theo, cũng mấy 20 con chuột bự bự không à. Con còn cũng giùm tơ với được con rắn này để chúc mấy anh em làm món nha các bạn. Đây mấy con chuột của mấy anh em bắt hơi chiều các bạn ơi, giờ về làm mình ướp sa tế nướng nha các bạn, chuột với con rắn luôn nha các bạn. Mớ chuột nhỏ, chuột lứa nhỏ mình để dành đặt lợp rắn nha các bạn, cũng cả chục con nhỏ nhỏ này, mặn mấy con lớn, con còn cũng nhum nữa. Rắn tới số rồi nha. Xong rồi các bạn ơi, quá dĩa chà bá luôn, chuột rắn ướp sa tế nướng nha các bạn, rổ rau rừng đủ thứ, các loại đủ thứ chưa, lát cách rồi
xà lách luôn, xà lách người ngò gai, người diếp cá, người rau thơm, người đinh lăng, người lá cóc. Lộn xộn rau hả? Lộn rau vậy. Có hai cây xà lách từ Lý Thông nhổ hả? Là nó Lý Thông. Có hai cây bự thì nhổ trước. Xà lách mới lên, xà lách mới lên hai cây à. Hai cây à, mai mốt mình ăn xong hai cây này lên hai cây khác ha. Hồi nãy em ngắt ngang rồi có lên nữa à. Rồi, một dĩa thành quả hôm nay của mấy anh em đi bơm nước bắt chuột nha các bạn. Bờ đó còn nhiều lắm. Mấy anh em lúc bị mưa rồi, sẵn máy hết xăng nữa, không có đem xăng theo, chạy về luôn. Rồi cũng đủ ăn rồi. Nhiều quá rộng lại ốm làm gì ha. Nhiều quá rộng ốm. Thôi, bữa tối mấy anh em làm xương xương vài ly nha các bạn. Vậy một dĩa bá lửa. Vô bạn ơi. Mời bạn nữa bạn ơi. À, có quế xuống rồi, bốn anh em đi bắt tóc hành luôn. Xuống rồi, quế vô mau lẹ. Làm 7 đến phút gắn đi. Làm 7 thôi nha. Làm 7 phút gắn. Làm 7 nè. Quế xuống rồi, cái bình hồ lô mình mau hết lắm nha. Chấm hoài. Có ba anh em mà mình làm vài ly mình nghỉ rồi bạn, nên Thông với Đen cũng làm tiếng. Có Quế nữa mình nghỉ, ba anh em cũng làm xương xương hoài luôn ha. Làm xương hoài. Lai lai hoài ha. À, xin mời các bạn ơi, nghe dùng miếng gắn trước, gắn nướng sa tế và cầm vậy đi, nó dễ ăn hơn. Gắn này tới số rồi. Mới bươi bươi và tóc chạy ra liền ha. Phải nằm im trong đó đi, đâu có đâu có sao. Ngon không? Lụm đi anh Quế. Ngon gì ngon, ăn cái đồ chuột đấy. Ngon. Mình vừa trước hả? Tao còn ăn gắn chứ, ăn đồ chuột chứ. Thôi ăn chuột. Gắn tới số rồi. Rồi Quế xin mời các bạn ăn dùng với Quế chuột nướng sa tế. Lụm ra, lụm ra, ngon không? Thôi thôi. Cắn dữ ta. Nha dữ ta. Cũng rớp rớp vậy. Cắn dữ à. Con mới là giả mới thiệt mà. Thông cũng xin mời tất cả các chú anh chị các bạn dùng cái Thông miếng gắn ốp sa tế nướng nha. Lụm mới được. Ngắn đã anh Quế. Này có thơm không Quế? Thơm. Có thơm thơm. Thấy Quế đâu ăn đâu, mình Quế đâu ăn Quế. Thơm nhà chồng luôn nè. Mua ăn cái mình dành riêng nó lên luôn. Ừ. Dành nguyên cái rổ này là ăn sao không nè. Này cây nhà lá vườn. Còn tí tô nữa, bữa hổm mình mua mình ăn dành riêng bây giờ nó cũng lên lưu riêu rồi đó. Nếu anh lấy hộp cho nó cũng hộp xuống là lá nó nhỏ. Lá hơi nhỏ. Thành nó mình gương ấy nó mình cầm cái cây nó lên vậy đó. Ta trồng hộp. Vô. Vô cái nữa. Vô cái nữa quất hết cái cứ gắn kìa. Ngon quá. Vô các bạn ơi. Mời các bạn luôn bạn. Vô bạn ơi. Ốc ốc ốc. Cái bộ cũng thấy ngon lắm. Ốc 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 gì đó ơi, nhưng mà được mấy ly. Hai cái à. Chưa ăn được gì trơn á. Chưa ăn được gì trơn hai cái à. Này cha phải dựng máy cha, dựng máy phải làm miếng chuột mới được cha. À, vô miếng chuột coi. Miếng chuột nó nhỏ hả ta? Băng bắt chuột bự mà đồ ăn chuột nhỏ hả? Mẹ hên quê, gấp với đại gì nhận giúp chúng cũng nhâm quê. Ta như nhung mà. Ừ. Cũng nhung chứ. Vô bạn ơi, xin mời bạn mấy chuột nướng sa tế nha. Chuột cơm. Cũng có một con cũng nhung nữa, nhung tơ. Răng mới chồng lựa mấy con nhỏ nhỏ xương nó mềm. Chứ rồi. Nhảy à? Nhảy rồi, nhảy lên, nhảy ly rồi. Đi nóng nóng máy đi rồi ăn ngồi mạnh. Vô. Vô. Xin mời các bạn. Vô bạn ơi. Vô bạn ơi. Cho vô cuộn rau quá kêu vô liền, kêu vô liền đó. Đầu thứ 6.
nay mới 2 ly dội người ta. Không. Dạ. Ở đầu kinh sáp nữa có xe. Dạ. Nhận khí. Ba ly thấy hơi bị dội ha. Dội thôi không. Quế này của ai? Ngủ sao? Góc là quên cái quân ngoài. Anh chuột này lứa lứa mềm. Nói mềm cứng. Nó được nguyên bày cúng ngâm này về nhà im ha. Nói luôn. Nói luôn. Sao có một con một chứ mất. Không có trọng mà sợ, sợ cái bọng. Bọng nó bơm lên nổi. Bơm không đập nổi đâu ra đâu. Chúng ta chụp ẩm thấy một con nữa rồi. Nên hai chụp nó chạy cây hả? Chạy cây. Hai con chạy hai con đó rồi mình chụp một cái chạy lại đó. Có cái hàng cuối á, mình tới hết trăng cái hàng đó, không chuột nhiều quá. Tới chuột luôn. Đang bày chuột lứa bự luôn. Hàng đó là mới có hai con. Ba con. Ba con lứa. Tự nhiên ba lứa còn bự vậy. Ba lứa bự. Đang tới lúc gây cắn hết trăng. Chưa ha, nó chưa bắt bự. Có bự nữa. Chấm như nó dấp mà trời chưa đụng những vết. Cứ nó dài kìa, chấm gì có thôi. Thôi mà không được rồi. Giờ nói tôi làm đồ ăn rồi cái gì? Đóng liền một. Dài. Chân già nó khác rồi. Đâu nhai xương được đâu. Đâu nhai. Nó không nhai rồi, nó nhai gớp gớp rồi. Nói cho trời thôi chứ. Nó này xương bỏ rồi được. Xương cứng luôn. Để mình nướng nó rút khô. Vô. Mình xin mời các bạn bạn ơi. Mời bạn nữa bạn ơi. Chiên giòn. Đâu các bạn ơi. Chắc mình cũng xin mời các bạn ly này nữa. Mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Ngày buổi đi bơm nước bắt chuột của bốn anh em. Thành quả cũng được gần 20 con chuột các bạn. Mình về ốp sa tế nướng 20 chuột với con rắn nữa bạn ơi. Mới chuột lứa để dành đặt lợp rắn nha các bạn. Chừa lại bỏ sao mới bỏ vô đi đặt ra không. Này chim mới lúa nữa. Rồi lúa giờ xin mời bạn nha. Rồi bạn. Hả? Rồi. Có mấy ly mà gạo cái gì. Rồi đó bữa nay đủ tay có 3 tay rồi đó, làm thoải mái đi. 3 tay chiến rồi đó. Đấy, mình ăn thông đen hai thằng đá qua đó lại hoài nó buồn. Mình chơi tay 3. chơi tay 2 anh 2 nó buồn quá. Thôi không vô. Video của mấy anh em đến đây cũng xin kết thúc. Và xin chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn xem mà thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Lâu ăn chuột đồng bữa đã ha. Sướng à.